Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nước lũ đổ về như thác, hàng ngàn nhà dân bị nhấn chìm. Thưa quý vị các bạn, những trận mưa lớn được coi là ngàn năm có một ở miền Nam Trung Quốc những ngày qua đã gây ra lụt lội, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chính quyền Bắc Kinh hối thúc các địa phương đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam. Sau đây hãy cùng chúng tôi thông tin cập nhật mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc tồi tệ như thế nào? Trung Quốc thường phải đối phó với lũ lụt trong mùa hè hàng năm. Những sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành vi con người góp phần khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn trong năm nay. Mùa lũ kéo dài bất thường, lượng mưa cao kỷ lục ở nhiều khu vực. Trung tâm khí hậu quốc gia dự báo rằng lũ lụt Trung Quốc sẽ tương đối tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn so với trước đây. Mực nước tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Đông đã vượt kỷ lục lịch sử trong tuần này. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, sau khi các khu vực của tỉnh Phúc Kiến lân cận và khu vực Quảng Tây cũng báo cáo lượng mưa kỷ lục, hơn nửa triệu người đã phải di tản trong tháng này vì mối đe dọa từ lũ lụt. Các nhà chức trách trong tỉnh ước tính là thiệt hại kinh tế do lũ lụt gây ra là hơn 250.000 đô la Mỹ. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam nước này đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa, mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo là mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong các năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây dựng đập thủy điện, thủy lợi. Truyền thông Trung Quốc cho biết lượng mưa ở một số khu vực miền Nam của nước này ở mức cao nhất trong vòng 60 năm, gây lũ lụt lở đất nhiều nơi và đang bước vào giai đoạn đỉnh nước thuyền rồng. Cái tên này xuất phát từ việc ở miền Nam Trung Quốc những tuần trước và sau lễ hội thuyền rồng vào đầu tháng 6 theo truyền thống, được đánh dấu bởi thời tiết mưa và bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía Nam va chạm với các khối không khí mát từ phía Bắc tạo ra những trận mưa rất lớn. Nhà phân tích Wang Weilu thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm đã hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, hai bên đã đi vào bế tắc và giằng co, tạo ra những trận mưa cực lớn. Điều này khiến ta lo ngại khi nhớ tới trận mưa lũ khủng khiếp hồi tháng 7 năm 2021, lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.500 m khối trên giây. Mức đó là mức cao nhất từ trước đến nay. China News đưa tin, hơn 400 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người đang được sơ tán, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Kể từ khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Biện pháp đối phó với lũ lụt và nắng nóng. Giới chức Trung Quốc ước tính thời tiết khắc nghiệt sẽ làm mất đi 1-3% GDP của nước này mỗi năm. Trận lũ lụt ở Trung Quốc năm ngoái gây ra thiệt hại 25 tỷ đô la Mỹ, thiệt hại nặng thứ hai trên thế giới do lũ lụt gây ra sau châu Âu. Một nghiên cứu sau công bố vào tháng 4 của công ty tái bảo hiểm Swiss Train ra cho thấy, Tân Hoa Xã dẫn thông tin tại cuộc họp cho biết là mùa lũ năm nay hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm với ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, bảo đảm an toàn và tài sản của người dân. Song song đó, các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc sau khi mưa lớn đã có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo lũ lụt và sóng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất ngũ cốc, rau và thịt lợn, đồng thời đẩy lạm phát lên cao. Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các đập khổng lồ và các thành phố bọc biển với mặt đường thấm để hạn chế sự tàn phá trong mùa lũ hàng năm. Scott Moody, nhà nghiên cứu tại Đại học Bailey Silva, chuyên về chính sách môi trường của Trung Quốc cho biết, những trận lũ lụt gây ra thiệt hại gần đây nhất đã xảy ra ở những khu vực ít rủi ro hơn trong lịch sử. Đây là một dấu hiệu biến đổi khí hậu cổ điển, thời tiết khắc nghiệt gia tăng ở các vùng khác nhau và các thời điểm khác nhau trong năm so với mức trung bình trong lịch sử. Một lộ trình mới về thích ứng với biến đổi khí hậu được chính phủ Trung Quốc công bố vào tuần trước cho biết là trọng tâm bây giờ nên chuyển sang dự đoán thời tiết khắc nghiệt chính xác hơn bằng cách sử dụng các cảm biến về vệ tinh. Tính hữu ích của dự báo thời tiết sẽ hết khoảng là 10 ngày, sau đó là độ chính xác của chúng nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên, theo dõi và dự báo khí hậu là việc hoàn toàn khác, giúp dự đoán lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng trước ít nhất là một tháng.
bài học từ trận mưa lớn nghìn năm có một ở Trung Quốc, ông Ma Li, cựu giám đốc Cục Khí tượng Tứ Xuyên, đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng sự thay đổi thời tiết là tức thời nhưng sai số của các dự báo ngắn hạn quá mạnh. Thời gian càng ngắn thì phạm vi và cường độ càng ngẫu nhiên. Lượng mưa mà Trịnh Châu phải đối mặt lần này là rất hiếm và rất khó để dự đoán chính xác do thiếu kinh nghiệm trong quá khứ. Việc dự đoán chính xác điểm cố định, thời gian cụ thể và định lượng vẫn là một thách thức với ngành khí tượng, đặc biệt là mưa cực đoan. Với trận mưa trên 600mm trong 24 giờ ở tỉnh Hà Nam, công nghệ trên thế giới chưa có khả năng dự báo được lượng mưa vài trăm mm trong thời gian ngắn hạn như trận mưa này. Các công nghệ hiện đang được sử dụng trong dự báo thời tiết, chẳng hạn như radar và hình ảnh đám mây vệ tinh, giải quyết vấn đề dự đoán liệu thời tiết khắc nghiệt có xảy ra hay không. Nhưng cho dù là lượng mưa là 50mm hay là 200mm thì hầu như là không có sự khác biệt giữa hình ảnh mây vệ tinh và radar. Bên cạnh đó, việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời với những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Tuy nhiên, hệ thống quan sát khí tượng thủy văn ở khu vực châu Á còn hạn chế, do đó kỹ thuật cao ngày nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo mưa bão chính xác. Nếu điều kiện thực tế là bất khả kháng, hệ thống cảnh báo sớm có thể coi là một yếu tố nhân tạo, có thể kiểm soát được. Đã có cảnh báo sớm nhưng không ai nghĩ mưa lại lớn như vậy. Không ai nghỉ làm vì cảnh báo mưa bão, một công dân Trịnh Châu chia sẻ với Sina. Thực tế là đại đa số những người bình thường không hiểu rõ về hậu quả của lượng mưa 50mm, 100mm hoặc là thậm chí 200mm. Từ tình hình thực tế, con số 100mm cũng đánh giá thấp sức mạnh của trận mưa bão. Trước cảnh báo của Cục Khí tượng, nhiều người vẫn xuống đường và các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm vẫn hoạt động. Hơn nữa, một số kênh cảnh báo sớm không đóng vai trò tốt ở những thời điểm quan trọng. Mức độ ưu tiên, nhắc tin nhắn của các ứng dụng không đủ cao. Tỷ lệ tiếp cận hiệu quả của tin nhắn văn bản, TV và radio không hiệu quả. Theo báo cáo của Sound the Weather, một cán bộ của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Trịnh Châu đã chỉ ra rằng cảnh báo sớm không phải là luật mà chủ yếu là lời khuyên. Người lao động có thể đi làm hay là không phụ thuộc vào đơn vị sử dụng lao động. Mặc dù cảnh báo sớm không thể ngăn chặn sự xuất hiện của thiên tai, nhưng nếu có thể thực hiện phản ứng trước vài phút, thậm chí là vài giờ thì những thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ giảm đáng kể. Lấy Nhật Bản là ví dụ, là một quốc gia dễ xảy ra động đất, trong vòng 10 giây sau khi động đất bắt đầu, một hệ thống cảnh báo tức thời quốc gia ngay lập tức hoạt động. Hệ thống đó báo động được kết nối với hệ thống điều hành, do đó chỉ cần điện thoại di động có tín hiệu khi báo động được phát ra, điện thoại sẽ nhận được cảnh báo ưu tiên cao nhất với nhạc chuông đặc biệt và nội dung phát sóng của TV và radio cũng sẽ đưa tin ngay lập tức. Dựa trên kinh nghiệm của người dân trong việc đối phó với động đất, ngay thời điểm đầu tiên nhận được cảnh báo, các bộ phận khác đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp tương ứng, giảm tốc độ đoàn tàu đang chạy để dừng lại. Các công ty khí đốt và điện lực kịp thời đóng cửa các cơ sở nguy hiểm và sơ tán nhân viên đến khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Bài học lần này mang lại mọi cảnh báo về thảm họa thiên tai phải được quan tâm đúng mức. Ủy ban sông Châu Giang sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và giám sát việc xây dựng tuyến phòng thủ lưu vực sông. Mưa lớn ở Quảng Đông gây ngập úng nghiêm trọng ở Thiều Quan. Các nhân viên cứu hộ đang chuyển những người bị mắc kẹt. Ủy ban sông Châu Giang ngay lập tức điều tra và giám sát việc xây dựng tuyến phòng thủ lưu vực sông khi nghe tin lũ lụt. Từ giữa tháng 6, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục trên diện rộng, lũ lớn đã xảy ra trên lưu vực sông Châu Giang. Tình hình phòng chống lũ rất phức tạp và cấp bách. Tại thành phố Thiều Quan, trời mưa lớn và thảm họa nghiêm trọng. Tại huyện Jiangsu, thành phố Quế Lâm, mưa như chút nước, cầu bị ngập và xe cộ không thể đi qua. Để làm tốt công tác phòng chống mưa lớn lũ lụt theo sự triển khai chung của Bộ Tài nguyên nước và Cục Bảo vệ nguồn nước sông Châu Giang, Ủy ban Bảo vệ nguồn nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước, tức Ủy ban sông Châu Giang đã cử một đoàn kiểm tra đến Quảng Đông và Quảng Tây để thực hiện các chuyến thăm kiểm soát lũ lụt không báo trước và các cuộc điều tra rõ ràng khác do Bộ Tài nguyên nước cử đến đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống lũ lụt. Tình hình lũ lụt là một mệnh lệnh và kiểm soát lũ lụt là một trách nhiệm. Sau khi nhận được lệnh kiểm soát lũ lụt từ Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Châu Giang, Ủy ban sông Châu Giang đã lập tức tổ chức các lực lượng có năng lực của Văn phòng Giám sát, Cục Thủy văn, Cục Tây Giang và Trung tâm Công nghệ, đồng thời nhanh chóng tập hợp và thành lập hai đội giám sát chuyên nghiệp về dự báo thủy văn, vận hành kỹ thuật và phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi, thành lập đường dây nóng kiểm soát lũ lụt. Theo thống kê, đoàn công tác đã đến 10 quận
huyện thuộc 7 tỉnh thành phố thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, khu tự trị để kiểm tra tại chỗ 11 hồ chứa, 7 đoạn đê công nghiệp, 3 cống, 13 nền tảng giám sát và cảnh báo sớm thiên tai lũ lụt trên núi và 31 vị trí giám sát, kiểm tra chuyên sâu các hồ chứa, cống, đê, kè, các khu công nghiệp nguy hiểm và quản lý vận hành và thực hiện trách nhiệm kiểm soát lũ an toàn, kiểm soát lũ hồ chứa, lập kế hoạch và thực hiện mực nước giới hạn mùa lũ, giám sát và cảnh báo sớm thiên tai lũ lụt, giám sát nhóm hoạt động của hệ thống phòng thủ quân chúng, điều động nhân sự để tránh nguy hiểm, thực hiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt như chuẩn bị vật chất khẩn cấp, trực nhiệm vụ, ứng phó và xử lý, phản hồi tại chỗ về các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra, hỗ trợ và hướng dẫn tại chỗ để khắc phục. Phối hợp với đoàn công tác, đoàn kiểm tra bám sát hướng vấn đề, đi thẳng vào các địa bàn có tình hình lũ lụt cấp bách và bị ảnh hưởng nặng nề. Thực hiện các đợt kiểm tra thông báo trước một cách chặt chẽ, tỉ mỉ và hướng dẫn các địa phương để loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn và an toàn kiểm soát lũ lụt. Tại thành phố Thiểu Quan, đội Quảng Đông đã diễu hành trong mưa để kiểm tra hoạt động an toàn của các kè Ya Chang Wei và Ji Yu trong khu vực lưu trữ và giam giữ lũ của sông Phu Giang và đến cộng đồng Giang Khu bị ngập lụt nghiêm trọng để kiểm tra công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và phòng chống lũ lụt, hỗ trợ các cán bộ cơ sở xây dựng đập dâng nước tạm thời ở độ cao 20m để chống lại trận lũ Bắc Giang sắp tới vào ban đêm. Tại huyện Giang Chu, thành phố Quế Lâm, đội Quảng Tây đã bỏ xe, lội xuống nước và lao đến đoạn nguy hiểm của dự án xử lý Yulong ở thị trấn Ba Sa để kiểm tra tình hình nguy hiểm và mực nước, kịp thời phản hồi các vấn đề được tìm thấy và hỗ trợ, hướng dẫn xử lý các tình huống nguy hiểm do lũ lụt. Trong chuyến kiểm soát lũ lụt không báo trước, đoàn kiểm tra đã làm việc ngoài giờ mỗi ngày cho đến sáng sớm để thu thập toàn diện các điều kiện lũ lụt tại địa phương, các mối nguy hiểm, thiên tai, lập kế hoạch kỹ thuật và công tác phòng thủ, phân loại hiệu quả và tổng hợp các vấn đề phát hiện trong ngày kiểm tra và kịp thời đưa ra các ý kiến và đề xuất về kiểm soát lũ lụt để đảm bảo báo cáo đầu tiên được gửi tới người đầu tiên. Thông tin đầu tiên cung cấp hỗ trợ quan trọng cho các cuộc tham vấn kiểm soát lũ lụt hàng ngày của Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Châu Giang và giành được nhiều chủ động hơn cho lũ lụt, lập kế hoạch kiểm soát, điều tra rủi ro và loại bỏ rủi ro và điều chuyển nhân sự. Ủy ban sông Châu Giang tiết lộ rằng, trong bước tiếp theo, đoàn kiểm tra kiểm soát lũ lụt không báo trước của Ủy ban sẽ tiếp tục tuân thủ ưu tiên của công tác phòng chống lũ lụt và kiểm soát lũ lụt, tiếp tục đi sâu phân loại các điểm yếu, điều tra các điểm rủi ro, giải quyết các nguy cơ tiềm ẩn và làm tốt công tác hồ chứa, cống thoát nước ngay từ giai đoạn đầu. Việc vận hành an toàn đê điều, phòng chống thiên tai lũ lụt và kiểm soát lũ lụt. Các bạn có suy nghĩ gì về những thông tin ở trên đây? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.